con á, thì nó hơi thanh nhường chút, tại vì con muốn chút nữa sau buổi giảng con chỉ muốn chuyển mấy cuốn kinh và tiếng Anh á, bữa qua họp ở đây con nghe thầy nói, để thứ sáu này con trở về quê hương thứ hai của con muốn cho những người bạn luôn. Không biết là tại con lại chia tặng con. Cảm ơn. Kinh bằng tiếng Anh á, hiện nay trên Internet có rất nhiều. Vào trong Google gõ các từ Sutta, S-U-T-T-A, hoặc Sutra, S-U-T-R-A, chúng ta sẽ được dẫn đến vài chục trang web chứa đựng các quyển kinh được dịch bằng tiếng Anh bởi các học giả trên thế giới dưới dạng PDF. Và muốn chi tiết hơn đó, chúng ta ghi rõ Theravada Sutta, đó là kinh điển nguyên thủy. Mahayana Sutra, kinh điển đại thừa. Chúng ta sẽ có thể download hàng trăm bài kinh bằng tiếng Anh để có thể tham khảo về những lời minh triết của Đức Phật được dịch bằng ngôn ngữ quốc tế này. Trong số 26 tác phẩm xuất bản cho Vesak Liên Hợp Quốc 2014 vừa qua đó, thì có 13 quyển bằng tiếng Anh, số còn lại là tiếng Việt, phần lớn là dịch từ các quyển tiếng Anh này. Hiện tại đó là ban tổ chức còn rất ít các cái ấn phẩm bằng tiếng Anh đó, chưa đủ được trọn vẹn, tại vì số lượng đại biểu quốc tế mặc dầu chỉ có 1.100 nhưng mà số lượng đại biểu trong nước theo lưu lượng mỗi ngày đó là khoảng trên dưới 20.000 người, ngày 8 tây tháng 5 đó lên đến 40.000 người qua việc tiếp nhận các khẩu phần ăn cơm hộp. Do đó bên thầy sẽ gửi tặng một số quyển tiếng Anh thôi, chứ không có đầy đủ hết. Trên trang web của Đại lễ Vesak đó, thì các ấn phẩm tiếng Anh dưới dạng PDF và tiếng Việt tương tự đều được phổ biến. Nếu ai có iPad, smartphone, laptop có thể download và có thể xem đọc rõ ràng như là trong quyển sách in vậy. Trang web đó có tên gọi là undv2014.com. Chúng ta sẽ được dẫn đến một trang web mà tất cả các thông tin về Đại lễ Vesak được tổ chức lần thứ hai tại Việt Nam từ ngày 7 đến 11 tháng 5. Do đó chúng ta có thể tham khảo các tác phẩm được công bố trên trang web này để trực tiếp biết đến một phương diện rất quan trọng của Đại lễ Vesak, đó là hội thảo khoa học quốc tế diễn ra vào ngày 7 tây với 2 diễn đàn, 9 tây tháng 5 với 5 diễn đàn còn lại. Hy vọng rằng là việc đọc vào các tác phẩm xuất bản phục vụ cho Vesak đó, chúng ta sẽ thấy được phương diện học thuật quốc tế từ góc độ dân bản học mà các học giả đến từ nhiều trường đại học trên thế giới đã đóng góp chắc sáng của mình. Và thông qua đó chúng ta thấy thông điệp về hòa bình, bất bạo động, hợp tác, trí tuệ, phát triển bền vững, giải quyết các vấn nạn khổ đau của xã hội nhân sinh là thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, được người trí chấp nhận và có giá trị mang lại sự cải thiện đời sống của con người. Xin được hỏi các.